cái cái con điện thoại cái con, con điện thoại mới mua kia nhưng mà nó lại cái, cái không cắt được cái những cái video ấy cắt được những cái video dài Đấy. bán cho nó xong bình thường là là, là tôi không lấy đâu đi đi cứ đi đi nó cao như này cao mét rưỡi cái này thì xấu để lại cái này thì cao từ mét tư Đây Chậu Uốn Con ấy bỏ lại Nói chung là những cái bọn này là Nếu mà ấy hoa giấy này nó mất công lắm Tí nó sẽ nói cho Thằng cu em uh, Tôi yêu Việt Nam về cái vấn đề là Về các cái vấn đề Thôi cho mày lên đi Về các vấn đề là xe Quay video ngắn lại Cái này thì tôi không biết các bạn ở đâu nhá Nhưng mà cái chính là Là hôm nay như này là là cống hiến đấy Tại vì bình thường như cái loại này làm ra xong rồi Bảo 350 rưỡi một chậu Bán từ 10 chậu Xong rồi chấp nhận bán hai chậu Với giá một triệu Tức là tính ra là bán hai chậu thì 500 nghìn một chậu Đấy Một cái thủy thì nó sẽ nhận Cố gắng nó nhận để cho nó xong Cao từ mét rưỡi thì còn đôi khi khó lắm Nếu mà anh em mà mua được ở đây Mới là loanh quanh ở đây thì thì tùy theo anh em mua như thế nào mua ở đâu đấy thì là tôi không can thiệp đâu còn ở đây là anh em mấy cả kiểu giá thì nó nó như thế là mấy ấy được còn vít thì tôi có chia sẻ với các bạn rồi nếu mà nhà các bạn mà mua xong cái chậu này này xong rồi nó xùi xòa, xòa như này nó trông nó xấu thì mọi người phải vít vít thì sau đây thì đây này nó xùi xòa xùi xòa, xòa, xòa như này đấy trông nó không ra cái thể thống gì thì mọi người phải vít còn cái này là hoa giấy ngũ sắc nhưng mà thực tế là như thế này là đẹp này xong rồi mấy hôm nữa nó rộ hoa lên à, cái loại này thì hoa giấy ngũ sắc nhưng khi ghép vào ấy thì năm màu ngũ sắc là năm màu nhưng mà để mà mà một cây bé như thế này nó đủ năm màu thì cũng khó á. cho nên ví dụ như thế này này một màu đây là màu uh, sắc pháo này màu này là màu uh, sakura này đây như cái này có hai màu à biết nó còn có những cái màu ở đây nó chưa lên cho nên khi nào mà nó nó lên hết như này thì chúng ta kiểm được cái màu. Xong rồi video cũng được cái đầu đây ví dụ như là như là một cái chậu này. Ai cũng muốn ghép ngũ sắc rồi tức là năm màu. Còn đôi khi là nếu mà các bạn mà mà đặt hàng trước thì ghép được cả 10 màu cơ, thập sắc. Thì cái loại là màu vàng này. Đấy, màu uh, hồng này, gọi là màu này của tôi gọi là màu sắc pháo này, hai màu này. Đấy. ơ uh, ừ, mẹ có hai màu nhỉ kiểu cái khi ghép vào ấy nhưng mà nó thứ nhất nó 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 bây giờ nó mới có hai màu đây là hình như hai màu hay ba màu ba màu đây này đây một màu vàng với cả màu màu gọi là màu cam cá hồi mấy cái gì đây này Đấy. còn nên được năm màu hay không thì nó phải là cây to cơ cây này kiểu cây bé ấy đi sâu vào đây thì đấy các bạn biết là ví dụ như những cây này thì nó chỉ có một màu là ghép sakura đây là cái màu đã biết bây giờ anh em chúng nó gọi là gì những ngày xưa gọi là sakura giá thì đấy sơ qua cho các bạn như thế. Các cái hàng như này là hàng phải ghép. Còn nếu mà là cái màu sắc pháo mấy cái màu hoa, hạ, cái cái hoa giấy hai màu ấy là mấy cái là hoa giấy truyền thống của mình. Còn cái thủy hôm qua nó tiếp khách thì nó bảo là 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 hoa giấy này thì tự nhiên ra không phải chăm sóc gì kiểu cầu kỳ. Còn các cái loại kia nó phải hoa theo mùa thì cũng sai. Nếu như hai màu mới sắc pháo là nó cũng ra quanh năm. Đấy đại ý cho các bạn biết như thế. Đây là kiểu sakura này. Đấy nếu mà mọi người mà ở nhà có những cây nó xòe xòe như này thì cái ông chồng mấy bà vợ là phải cố gắng là vít nó vào vít thì những cái loại nó xòe xòa xòe xòa để trông nó xấu nhưng nếu các bạn vít được như này xong rồi mai sau nó ra bông ra biết thì cái gì cũng thế nghề chơi là nó phải có công phu chứ không như trồng cái ăn quả mấy các thứ được cứ trồng đấy xong kệ bà nó tưới cũng chả tưới cho ăn chả cho ăn nó tự thế nọ thế kia nhưng mà cái đẹp thì các bạn phải uốn nắn phải liên tục còn như thế này nếu mà ấy là này phải vít cái con này vào vít những cái này vào đấy thì nó nó sẽ đẹp hơn mà về cái vấn đề là hoa giấy ngũ sắc thì ban đầu là ghép ngũ sắc nhưng bây giờ chả biết là nếu mà đặt là hoa giấy tam sắc hay hoa giấy nhị sắc thì cũng không 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 được. Nó tùy theo từng cây. Đấy, nhưng mà cái cỡ cây bé này mà để mà bảo là nó đủ năm màu thì thì khó ạ. Đấy chỉ biết là làm như thế xong rồi cái chậu này cũng gần trăm nghìn rồi. Tùy theo các bạn mua như nào còn bọn tôi như bọn tôi sản xuất ra thì mấy các thứ thì nó đâu đó khoảng tầm đấy dưới trăm cả cọc cả kia các thứ tức là không phải tức là chậu mấy các thứ thôi còn cây kia các thứ này như này mà bảo là 300 mấy ba trăm rưỡi thì như anh em chúng nó bảo là bán thế là lỗ công vít mấy cả các thứ đây chăm sóc mới tưới còn tùy các bạn mua ở đâu thì mua còn đại ý ở trong cái bài này thì tôi báo cái cỡ như này là như cái, cái cây này nó cao từ mét sáu ờ, đây ghép thì ghép ở trên này tôi đã hướng dẫn nhiều bài nó rồi đây nó chết bên này nữa này thế là nó lên được có hai hai mắt nó dựa trên cái này để các bạn phán đoán là nó bao nhiêu màu này Đấy, phần mắt ghép này Đấy, tôi cũng có ghép nhiều ông cũng hỏi là ghép hoa giấy mấy các thứ Thì các cái loại này tôi báo giá như thế này này Là nếu mà mua hai chậu thì 500 nghìn một chậu Nếu mua từ 10 chậu là 300 rưỡi một chậu Đấy, còn bán nẻ thì không không bán Tức là bán một chậu không bán Đây, ghép đây cũng muốn ghép năm màu lắm nhưng mà nó chết nó, nó không thành công, bây giờ có mỗi hai cái tay này Đấy, Vấn đề sản xuất thì các bạn cũng biết là nếu mà như các cái dòng như thế này mà ba trăm rưỡi mà hoặc là bán lẻ hay bán thế nào nhưng mà công ừ. sản phẩm mà lên như thế này thì là là nói chung là cũng không 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 mặn mà mà lắm chẳng qua nỡ làm rồi thì bán bán cho nó xong thôi chứ bây giờ mà bây giờ mà bảo là 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 bảo là lỗ đây nhưng mà có lẽ là nói thật ra là khi mà các bạn bảo là sắp tới tiêu thụ được nghìn chậu nhưng chắc chắn cơ thì có lẽ là là cái ba trăm ba trăm rưỡi thì có thể làm được nhưng mà vấn đề đây nó nó, nó khó như thế Đây vít này, công vít cái bọn hoa giấy này Còn chi phí sản xuất thì tôi chỉ nói sơ sơ cho các bạn là cái, cái Chậu mấy cả đất, mấy cả các thứ ninh tinh này nó hơn trăm rồi Cọc này nó đấy bao nhiêu tiền à, à 60.000 cái nếu mà cái cọc này này, cọc tip này này Mà cái loại hàng mà, mà mua ấy này thì sáu uh, 60.000 một cái thanh là 6 mét dài 6 mét ở dưới khoái châu bọn tôi bán cái, cái hàng ấy Còn nếu mà cọc mới thì đắt hơn Đấy các bạn tự liệu Đây là một giấy trắng này Tinh luôn Đấy, các bạn vít được như thế này thì ấy báo giá sơ qua cho mọi người như thế. còn nếu cái loại này thì còn chi phí sản xuất thực ra là các bạn mua lẻ thì lại hay hay quan tâm nhưng mà thực tế đến tôi bây giờ tôi cũng chả nhớ, tôi cũng chả biết, tôi cũng chả quan tâm. Tôi chỉ biết là bây giờ ở trên thị trường tôi báo giá sơ qua cho các bạn là các bạn mua hai chậu thì 500.000 một chậu, đó là phải bán 1 triệu hai chậu. Cái thứ hai nếu các bạn mua từ 10 chậu thì 350 rưỡi một chậu. Còn đôi khi khác trong các bài nai của tôi tôi cũng không tự hào cái gì cả. Nhưng tôi bảo rồi, nếu các bạn cảm giác ở chỗ chỗ nào nó bán rẻ hơn. Đấy các bạn mua một chậu mà nó bảo 400 một chậu và các bạn mua thì là các bạn cứ mua. Đấy, tôi là đầy sức công hiến cho cả người bán và người mua và cả người sản xuất. Chứ đôi khi thì các bạn hay có cái kiểu là lãi lắm lãi lời. Na mình quay lên nên mình bảo là cái loại na sầu riêng là các bạn phải mua ngoài 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 các cái cửa hàng uh, hoa quả nhập là 300 đến 500 000 nghìn một cân thì thằng bỏ mẹ ai nó cũng bảo là ở trên uh, đéo gì À, cái cái gì nhỉ ở quê tôi có 80.000 hay là 70 mươi một cân thôi thế tôi bảo thế thì chắc là mày nhìn kỹ đi sao cái hình như là na thái thế là từ đấy nó im luôn cái thứ hai nữa các bạn hay mồm hay, hay rất là nhanh mình bảo cái na sầu riêng thì nhìn mắt nhìn biết các thứ hoặc lên báo cha thế tôi mới bảo là các bạn nếu mà mua lẻ ấy các bạn phải ra cửa hàng hoa quả nhập mua là phải 300 đến 500 nghìn nó hoa chảnh chọe nó bảo ở tôi cái mã này chỉ có 80 000 tôi bảo mà cẩn thận ông na thái thế là nó im luôn cái na mày bà đang bảo 78 000 là na Thái à? Mấy thằng thứ hai thì nó bảo là ở Sơn Na mấy cái thứ gì có 220 150. À, 120, 250 thì nói thật ra giống cái 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 hoa giấy này cũng vậy. Nếu các bạn mà mua tầm nghìn chậu thì có lẽ 300 000 cũng bán. À, hoặc là các bạn đặt sản xuất thì giá nó lại có lẽ còn rẻ nữa. Nhưng mà cái đây là các bạn mua lẻ 1 cân, 2 cân mà các bạn ở tít tận đéo đâu ấy, thì làm sao mà các bạn mua ở sơn na được trăm rưỡi này là bao nhiêu tiền một cân na được Nhưng mà chưa gì nó đã vào nó trẻ Tôi mới bảo là tao lên Hà Nội Tức là tôi hôm ấy tôi cũng cũng bực ấy Tôi bảo đến bố mày bây giờ quê na quê nhãn đây này Ở nhãn ở tao có 3 nghìn với 4 nghìn đây này Nhưng mà lên Hà Nội mà người ta mình phải mua một cân nhãn là 25 nghìn mình bảo ở Hưng Yên có ba 000 hay bốn 000 một cân Thì mẹ người ta đào mả bố tao lên ý. Đấy đại ý cho các bạn biết như vậy Các bạn chỉ là người chơi Còn cái thằng kia nó là người sản xuất Hoặc là nó ở cái quê nó như thế Nhưng mà ví dụ như là trăm nghìn với trăm hai nghìn Hoặc là trăm rưỡi Nhưng mà là giá tại ruộng Các bạn phải mua đầu tạ đầu tấn Nhưng mà nó hay hay kiểu thế Nó lấy cái giá giá nhãn ở ở quê tôi Ba nghìn với bốn nghìn nên Nó lên Hà Nội nó so sánh thì nên làm sao được Người ta đang bán hai năm nghìn Nó trả đập cho bỏ mẹ Cái thứ hai nữa là ở nơi các bạn nha Ví dụ như người ta lấy cái loại này Ba trăm rưỡi hoặc là năm trăm của tôi cộng cước về nó rơi vào 200 trăm nghìn nữa hoặc trăm rưỡi nữa thì về người ta bán đâu đó là một triệu, một triệu một chậu hoặc 1 triệu hai một chậu thì các bạn cũng phải thông cảm cho người ta. còn cuộc sống nó đơn giản lắm. nếu mà các bạn thấy ở nơi các bạn đang bán một cái chậu này 2 triệu rưỡi thì tại sao các bạn không là người kiếm tiền các bạn không thuê mặt bằng không các bạn lấy về lấy của tôi ba trăm rưỡi về Xong các bạn bán là 1-2 triệu nhưng mà các bạn cứ đi chê người ta cái người mà người ta có tư duy ấy, là người ta học trong cơ hội hoặc là các bạn thay vì các bạn trách cạnh khóe thì, thì các bạn cứ làm như 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 các cái mà các bạn đang định cạnh khóe ấy. Na cũng vậy Na ở Sơn Na ví dụ như như cái thằng bỏ mẹ nó nói ấy, là có 70.000 đến 50.000 thấy ở trên báo trên trí các thứ hoặc là các thứ người ta bán ba bốn0.000 hoặc 500.000 như này tôi nói sao mày không làm giàu nhưng mà cái người khác làm thì mày này cạnh khóe là giá tại đây, giá tại đây Chi phí sản xuất cái loại này có chục hoặc thế loại thế kia Mày cái làm đi xong rồi mày bán đi xem có bán được không Cái thứ hai nữa là đây là tôi nói thế thôi chứ còn không có Tại vì bọn ở trên mạng nó nó hay đá đẻo như vậy Nhưng mà còn biết là cái chậu này nếu mà các bạn mua lẻ ở địa phương với các bạn Thì ông trăm rưỡi con bà nó rồi Đó này, cái chậu này Cái cọc uh, tip này thì nói chung là bình quân nhất thì nó cũng phải rơi vào tầm 20 nghìn nó bảo là công sản xuất cái loại này có hàng năm chục nghìn mới thế nọ thế kia nãy nắm nãy nòi thì tôi nói sơ qua cho các bạn như thế còn hãy là người văn minh mà cuộc sống các bạn tự tại hơn nếu mà các bạn biết là uh, khi mà, mà, mà đấy nó báo như thế thế nào các bạn đầu óc các bạn kinh doanh và phát các bạn biết là chậu bao nhiêu tiền này đất bao nhiêu tiền này cọc bao nhiêu tiền ờ thế để bố làm thử xem sao xong rồi lúc ý làm mới biết là xương máu làm ra nó có ví dụ như là tổng chi phí có trăm rưỡi thôi nhưng mà hàng ngày phải đi tưới Xong à, rồi thi thoảng này phải vít Vít tán Công vít một cái loại này như này 10, 15 nghìn, 20 nghìn cây bé thôi Mà hôm trước tôi có tính chi phí rồi Nhưng tôi không nhớ Tức là chi phí vít đấy Vít như này này Mấy cái thứ hai nữa là khi nào khách lấy năm chậu hoặc là hai ba chậu lại chạy từ đéo đâu ra để các bạn bê, một ngày bê mấy chậu thế nọ thế kia. Nó bao nhiêu thứ chứ còn phải là là các bạn cứ đếm cua xong trong nỗ cứ như là các bạn sản xuất ra 100 000 xong rồi bán trong một ngày là hết con mẹ nó luôn ấy thì là là các bạn ai chả có biệt thự. Nhưng cái chính là nó có phải thuận như thế đâu Thế thế tôi mới bảo nếu các bạn bây giờ mà đặt cái đơn hàng tầm nghìn chậu này thì khéo 200 rưỡi là anh em cũng nhận Nhưng mà cái chính nó khó Mẹ mẹ cả bán lẻ cả bán cái thứ nhưng mà bọn nó thường là bọn nó không biết Nó chưa trải sự đời Cho nên nên mạng mình báo cái gì cũng thế La cũng thế, la sầu riêng cũng thế Mình báo cái cơ cây 3, 4, 5 trời hai trăm rưỡi này số lượng nữa nó bảo là cơ cây này chỉ có mấy chục thôi mẹ mấy chục ở đâu ra không biết nữa cơ cái cơ cây con như thế này bọn tôi ghép ra đã hai ba chục nghìn rồi tôi mà lấy của thằng em luôn là hai chục nghìn tôi phải bà phẹt bốn chục còn trên nông nghiệp này nó lấy của thằng em luôn hai chục nó phải bán trăm mà lên mạng nó cứ hồ hồ báo báo ở thế mới hay có được rồi sơ qua cho các bạn như thế này này cái cái um, cái hoa giấy thì tôi có nói là hoa giấy ngũ sắc à, ghép là ngũ sắc nhưng mà thực tế nó lên thì nó không đủ màu đâu không đủ năm màu đâu đấy nên được ba màu hai màu thì các bạn cũng phải thông cảm còn cái loại này là phải ghép chứ không có cái loại mà bọn ở trên mạng nó bảo là 5.000 một cành xong rồi cứ trồng đi mai sau nó ra ngũ sắc là ra 5 màu. Cái thứ hai đây này ghép ở trên này này. Mới cái thứ hai nữa là chúng ta phải đặt vào hoàn cảnh của nhau và cái nữa để cho cơ hội cho các bạn các bạn kiếm tiền ấy. Thấy người ta bán được, ví dụ như thấy người ta bán được có thể học theo người ta để mà làm giàu, thay đổi cái cuộc sống, cái thay đổi cái tư duy đi. Nhưng mà khi các bạn làm như người ta nên làm như tôi này chẳng hạn hoặc làm như người khác thì lúc ấy các bạn sẽ lại chăn trở như thằng em Tôi yêu Việt Nam. Anh ơi anh chia sẻ cái cách tìm xe để gửi hàng đi anh À, nó còn bao nhiêu cái đằng sau ấy chứ không phải chỉ có nói chuyện như này xong rồi các bạn chốt một cái thế là có lãi lãi còn bao nhiêu thứ cơ đi mẹ còn chậu hỏng xong rồi tìm xe tìm chiếc đây em như kiểu em em tôi yêu việt nam lúc ấy mới thấm vào khi khi em mới thu nhập một triệu một ngày là hơn rất nhiều các ông đang xem live stream hoặc đang xem video nhưng mà em ấy đã trải qua từ những cái cách đây hơn một năm rồi em ấy chia sẻ từ các giống nhãn rồi thế nọ thế kia tức là đấy À, 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 anh à, anh cho em đi theo cũng ban đầu cũng chăn trở như các ông anh cho em đi xe theo, theo, tôi đuổi luôn thôi mà mày cứ tự làm em tự làm những nội dung của em là thế nọ thế kia không cần đi theo anh chăn trở em đủ lớn bây giờ đấy tự nhiên em mới hỏi tôi là anh chia sẻ cái 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 việc tìm xe mới thế thế nọ thế kia đi đấy thì là những cái là tôi đã trải qua rồi thì tôi nói cho các ông chứ còn các ông cứ đi, đi đơn giản nó mẹ à, ai có phải ai cũng nên sơn na để mua cân na sầu riêng để được cái giá trăm hai hay trăm rưỡi như các ông nói đâu Mẹ phải mua số lượng như nào có phải ai cũng về khoái châu tôi để mua nhãn 3.000 đâu. Để tiết kiệm được 22.000. Tại vì ở trên Hà Nội người ta bán cùng cái nhãn ấy có thể 20.000. Ai à, ai về ai, ai mua như thế. còn <laughs> sơ qua về cái giờ cái hoa giấy này nhá. Thì là đấy cây như cây này nó, nó cao mét rưỡi trở lên cả chậu. Chậu này thì các bạn tùy theo các bạn ấy như nào nhưng như nhà vườn thì mua tầm sáu chục hay bao nhiêu đấy tôi không biết 50 chục, 60 chục gì đấy. Cọc sắt. Đấy. Các cái loại như này là mua từ 10 chậu là 350 Mua 2 chậu là 500 Đấy là cống hiến rồi Đấy, Còn cái loại chậu như này thì Tán tán thì Với cho cái thủy nó ấy này 2 2 4 6 Tán nó khoảng tầm 70 70 cao cây là mét rưỡi Từ mét rưỡi Có cây mét đấy đấy Mét mét tư đấy Đây như cái này là trắng này Vàng này Đấy, uh, sắc pháo này, đây ba màu này, ba màu hội tụ ở chỗ này rồi này. Đấy, ban đầu cũng định ghép ngũ sắc tức là 5 màu đấy nhưng mà nó có 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 thuận theo mình đéo đâu. Đây cả màu đỏ đó là bốn màu này. Đấy, nhưng mà nó sơ sơ như này thì các bạn trông thấy hoa như này các bạn thấy đẹp nhưng mà nói thật ra là phải vít như này này. Mỗi lần vít như này rất tốn công. Đấy, còn tự nhiên với mà mình bán những cây mà hai chục triệu mới phải ba chục triệu hoặc chục triệu trở lên bây giờ đi bán những cái cây, cây mà như thế này là các ông cũng biết là mà cả anh em cũng hiểu là tôi cũng đầy tính công hiến đấy cũng cũng đau đáu cho anh em đấy nhưng mà đôi khi trong một ngày nó làm không hết được đấy sơ qua cho các bạn như thế nhá còn đôi khi tôi cũng chia sẻ cho các bạn tại vì đôi khi là tôi tôi nói như thế này này cái 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 như tôi ấy như tôi ấy tôi hiểu được những cái chăn trở những cái suy nghĩ của các ông đang thu nhập 3 triệu 5 triệu 10 triệu tại vì tôi đã trải qua rồi những khó khăn những vất vả những suy nghĩ của các ông đấu đá ghen tị thế nọ thế kia nhưng các ông mà để vươn tới như tôi là cả một cái sự lỗ lực các bạn hình dung chưa? Nếu mà bây giờ tôi có không không quay hoặc tôi không bán hàng nữa, tôi sẽ trở về thu nhập 3 đến 5 triệu hoặc 10 triệu tôi cũng đi làm thuê nhưng mà cái tư duy của tôi thì nó đã vươn lên đây rồi thì nó không bỏ được. Nhưng mà tư duy của các ông đang 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu. Các ông hiểu được tôi những lời tôi nói hoặc những chăn trở những cái đóng góp của tôi thì các ông không thể hiểu được. Tôi chắc chắn luôn các ông lại bảo mẹ chỉ có thằng điên nó mới không bán ra ngoài nó thế nọ thế kia hôm qua không phải. Mình quay xung mình hướng dẫn hoặc quay khế hướng dẫn thằng bỏ mẹ kia nó cũng bảo nhiều thằng cơ nó bảo thế không quay thì à không bán thì quay này, củ cặc gì mới cả thế nọ thế kia không quay thì đăng video làm cái gì đấy nó cứ muốn mua nhưng mà cái chính là toàn mua theo kiểu khế 10 nghìn mày anh sáng với cái dung nó còn mua 1.000 cây 2.000 cây phải đặt hàng năm trời bây giờ có những bạn bạn đi nhắn tin là em muốn mua trăm cây quay có bán đéo đâu nhưng mà báo giá thì các ông lại bảo là thế không quay không báo giá thì làm củ cặc gì còn cái các bạn thay đổi cái tư duy đi thì mọi thứ nó đều vui vẻ và các bạn thu nhập nó cũng tăng từ cái tư duy ấy mẹ cứ đấu đá báo cái cái cái, cái na là như thế mà Việt Nam ít pet mê dân trí nó, nó cũng đăng như thế nhưng mà nó vẫn bảo nó đấu đá thôi được rồi thế thôi nha ra sung đây đấu hết đầu